thầy cô và các bạn đã đến với cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2022. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Ngọc Hiên Di, năm nay học lớp 2, con đến từ An Giang. Ba điều nói về con là tự tin, sáng tạo và thông minh. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Yeah. Hôm nay đến với cuộc thi này, con xin chia sẻ nội dung ngày 28 tháng 6 hàng năm. Để ghi nhớ được nội dung này, con đã áp dụng phương pháp vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt lại nội dung, dễ ghi nhớ và dễ thuyết trình hơn. Trong nội dung này gồm có 59. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về ngày 28 tháng 6. Ý thứ hai là ý nghĩa của ngày này. Ý thứ ba là các thành viên trong gia đình của con. Ý thứ tư là kỷ niệm của con cùng với gia đình. Và ý thứ năm là những cái cam kết của con. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về ngày 28 tháng 6. Thì tên gọi của ngày này là Ngày Gia đình Việt Nam. Thời gian của ngày này vào ngày 28 tháng 6 hàng năm. Tiếp theo là ý nghĩa của ngày này. Thì ý nghĩa của ngày này dùng để tôn vinh những truyền thống văn hóa của Việt Nam. Vào ngày này thì mọi người sẽ họp mặt với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm, quan tâm trẻ em, quan tâm mọi người. Thì vào ngày này á, thì gia đình sẽ đi du lịch và đi ăn uống. Tiếp theo là những thành viên trong gia đình con. Trong gia đình con gồm có 4 thành viên. Thứ nhất là ba con, mẹ con và em gái của con. Ba con tên là Bằng, năm nay ba 35 tuổi. Ba sinh nhật của ba vào ngày 18 tháng 8. Tiếp theo là mẹ của con. Mẹ con tên là Như, mẹ 32 tuổi. Sinh nhật của mẹ vào ngày 15 tháng 11. Tiếp theo là con. Con tên là Di, con 8 tuổi. Sinh nhật của con vào ngày 18 tháng 11. Cuối cùng là em gái của con, tên là Hà, em 5 tuổi. Sinh nhật của em vào ngày 1 tháng 8. Tiếp theo là kỷ niệm của con cùng với gia đình. Thì vào ngày 15 tháng 2, thì gia đình con đi khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo để đi tham quan cánh đồng pin năng lượng mặt trời, thăm đồng cù và đi coi trại hở. Sau khi đi khu du lịch xong á, thì gia đình con đi ăn uống. Cuối cùng là những cam kết của con. Thì con cam kết á, sẽ hiếu hảo với ông bà cha mẹ, trách nhiệm với bản thân, tự lập, tự học, kỷ luật, trách nhiệm với ngôi nhà của mình, là chăm sóc cha mẹ và em gái, biết phục vụ việc nhà và biết yêu thương, quan tâm những thành viên trong gia đình, biết nhường nhịn em gái và biết ơn ông bà cha mẹ. Bài chia sẻ của con đã hết rồi. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Con xin biết ơn thầy Nguyễn Phục Phong và các thầy cô Học viện Tâm Trí Lộc đã tổ chức cuộc thi này cho con có sân chơi cùng với các bạn. Con xin chúc thầy cô một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và chăm học. Các bạn ơi, sau mỗi buổi học, các bạn nhớ hãy vẽ sơ đồ tư duy nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại hôm sau.